Hello, xin chào các bạn. Chúc một ngày mới vui vẻ và an lành. Hôm nay thì Nông Thu lại làm một cái clip chia sẻ cho các bạn. Thật tình thì Nông Thu cũng rất là áy náy, cũng là đắn đo mãi là có nên làm cái clip để chia sẻ các bạn hay không. Tại vì nó rơi vào vấn đề nhạy cảm mà gây tranh luận nhiều và các bạn. Thôi thì mình cứ làm đi hạn, vui là chính. Có những gì thì các bạn thông cảm cho qua, như là tất cả những cái sở thích của mỗi người mà mỗi người nó mỗi khác. Thì Nông Thu sẽ làm cái clip thế này, làm cái clip để chia sẻ về cái cách thức các bạn nên chọn chậu để mình trồng cây bonsai các bạn. Thật đây là một đề tài rất là nhạy cảm, tại vì mỗi người mỗi sở thích. Khi mình chia sẻ cái sở thích của mình lên trên clip á, thì cũng có nhiều người ta không đồng tình. Nói chung là cũng có nhiều ý kiến nó phản chiều về vấn đề này, nhưng mà Nông Thu nghĩ rằng thì Nông Thu sẽ chia sẻ những gì mình biết, thử xem các bạn có cùng cảm nhận như Nông Thu không. Tại vì nói chung là chơi bonsai này á, chơi bonsai này có nhiều bạn là nó thích là cái chậu nó không quan trọng mấy bạn, nhưng mà theo Nông Thu á là cái chậu nó rất là quan trọng. Thì bởi vì cái chậu á, nó sẽ làm tôn vinh thêm cái vẻ đẹp của cây bonsai mà mình chơi. Có nhiều bạn á, thì nhất là bạn phái nữ á, thì họ thích chơi bonsai á, chơi bonsai họ đi tìm những cái nơi bán những cái chậu men và những cái loại hoa văn đồ tô vẽ này cho nó đẹp cái chậu á. Nhưng mà theo Nông Thu á, đó là ý kiến theo Nông Thu thôi, xin lỗi các vị mà đã chuyên ngành trong cái ngành bonsai này nhé. Theo Nông Thu á, thì những chậu mà nếu mà nó quá nổi bật á, thì nó sẽ làm lu mờ cái cây đẹp của mình. Bởi vì cái khi mà chơi bonsai của mình á, cái cây á, theo Nông Thu là cái cây là chính, còn cái chậu là phụ. Bởi vì cái chậu là nhiệm vụ, cái chậu là nó hỗ trợ để nó tăng thêm cái vẻ đẹp của cái cây bonsai của mình lên. Thành ra mình không nhất thiết để mình chọn những cái chậu là nó quá hoa hòe, nó quá màu sắc nó làm lu mờ cái cây. Thì Nông Thu nói đây là không phải là Nông Thu nói là các bạn không nên chơi những chậu đắt tiền. Chậu rất nhiều, chậu đắt tiền lắm nha bạn, có nhiều chậu đó rất là đắt tiền luôn á. Nhưng mà ý Nông Thu nói là các bạn nên chọn những cái màu sắc cho nó hài hòa. Như là theo Nông Thu đây thì Nông Thu rất thích những cái chậu như thế này đây. Những cái chậu thì các bạn mà chơi bonsai các bạn nên chọn những cái chậu có màu sẫm như thế này. Màu sẫm mà nó đơn giản hoặc có những hoa văn nhẹ nhẹ thôi, chứ các bạn đừng có những cái chậu mà nó màu mè sắc, nó sáng quá. Như các bạn thấy không, đây là cái chậu men nè. Cái chậu men này khi mà các bạn nhìn vào cái chậu men nè, cái chậu men nó rất là sáng thôi. Nó sáng thì nó khi các bạn nhìn vô cái chậu bông trang này thì nó đập vào mắt các bạn là cái chậu trước. Tại vì cái chậu nó bắt màu sáng đúng không bạn, cái chậu nó rất là sáng. Thì khi mà người ta nhìn vô thì đập vào mắt cái chậu người ta, đập vào mắt cái người xem cái chậu trước. Thành ra mình làm như là cái nó phân tán bớt cái vẻ đẹp của cái cây bông trang này đi. Thì thành ra nếu mà bạn chơi một cái chậu nó màu sẫm thì nó sẽ tôn vinh thêm một cái nét đẹp của cái cây. Đây nè, đây là các bạn thấy không? Đây là cái chậu nó màu sẫm nè. Bạn thấy đây là cái chậu nó màu sẫm. Nó sẽ làm cho cái cây nó thêm sang trọng, các bạn thêm hấp dẫn, thêm trang trọng. Đấy, bạn thấy không? Nông Thu thì chỉ thích chơi chậu như vậy thôi. Cách chọn chậu cũng vậy đó. Khi mà bạn trồng chậu bonsai á, bonsai mà có tầm mini á, thì bạn nên chọn những cái chậu nó có cái chân đế như thế này đây bạn. Để khi mà bạn đặt xuống cái kệ á, tại vì khi mình chơi bonsai như thế này đây nè, mình đặt xuống kệ hoặc là mình đặt trên một cái đô mà đó, thì nó có cái độ hở đây, nó có khe hở này thì nước nó thoát dễ hơn. Chứ khi mấy bạn mua thì mấy bạn nên mua những cái chậu nó có cái lỗ thoát nước nhiều. Mấy bạn đừng có lo mà cái lỗ thoát nước nhiều là nó sẽ làm rớt đất. Thì khi mà sự trường hợp mà cái chậu mà có lỗ thoát nước nó nhiều quá, nó to quá, thì mấy bạn có thể khi mình trồng cây mình đặt cái lưới lên, đặt cái lưới lên cái chậu này, đặt cái lưới lên cái lỗ này nè. Nó để cho nó cản bớt cái lượng đất từ trong chậu rớt xuống. Mà cái lỗ nước nó nhiều như vậy thì nó dễ thoát nước thôi các bạn à, nó tốt cho cây. Các bạn thấy không, nếu các bạn là so sánh mà giữa cái màu sắc giữa cái chậu đây, như Nông Thu thấy không, cái chậu này nè, đây là cái chậu mà các bạn tưởng nó, các bạn thì thấy nó bắt mắt hơn, rõ ràng là nó bắt mắt hơn những cái chậu màu đen như thế này đây, bắt mắt hơn. Nhưng mà cái chậu này các bạn thấy hả, nó không có, khi mình trồng cây nó theo Nông Thu thấy nó không đẹp. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái chậu này đây nè, đây là cái đáy chậu này nó bằng nè, bạn thấy không, cái đáy chậu nó bằng nè, khi bạn kê lên nó kê quá, bạn phải kê cho nó thoát nước nè, tại vì nó bằng quá, nó hít xuống sàn á, nó làm không thoát nước được. Thành ra khi mà các bạn mua chậu các bạn chú ý nha, nếu mình chơi bonsai mini mình chú ý mình nên mua chậu có những cái gờ ở cái đáy chậu như thế này đây à, thì nó sẽ thoát nước dễ hơn. Thì Nông Thu sẽ chậu thì nó có nhiều loại, tùy cây.
thì cây mà mình chọn chậu khác nhau nha các bạn. Ở đây thì có cũng có thể có nhiều bạn hỏi ông này ông giải thích như vậy mà tại sao trong vườn của ông là có rất là nhiều chậu, cái chậu màu trắng với cái chậu bông hoa hòe. Tại vì những cái chậu này năm thu đã mua trước đó lâu rồi, năm thu để dành để ươm giống thôi. Chứ mình chưa những cái cây chưa hoàn thiện mình sẽ bứng ra chứ mình không để vô cái chậu này. Thì sẵn việc mình mua lúc trước mình mua rất là nhiều rồi, thôi mình để mình cái trồng cây, trồng ươm cây, khi nào cây lớn mình tách ra mình mua chậu khác. Với một số chậu này nè, là khi mình mua đó thì nhà vườn họ bán sẵn, thành ra về mình cũng chưa ưng ý, nhưng mà chưa đến thời kỳ để mình chuyển đổi chậu nên thành ra mình vẫn để như vậy mấy bạn ạ. À, chậu thì nó có nhiều loại chậu. Nếu mà các bạn mà chơi cây á, chơi cây mà cái dạng mà tàn siêu rồi tàn thác đổ gì, các bạn nên chơi những cái loại chậu lục giác lầu cao chút xíu. Còn những cái chậu mà những cái cây mà nó thấp thấp như thế này, bạn chơi những cái chậu tròn này cũng rất đẹp ha. Bạn thấy không, ở đây là có những cái kiểu dáng rất là đẹp. Chậu thì nó có nhiều loại khác nhau, mà năm thu thấy là nếu mà mình chơi bonsai á, bonsai mà cái loại mini á, thì mình nên chơi cái tầm chậu này 2 tấc là vừa các bạn. Bạn thấy không, đây cái chậu này, bạn thấy không, tất cả nó có cái chân đế như này đây. Cái lỗ thoát nước nó hơi rộng chút xíu nè bạn. Lỗ thoát nước nó hơi rộng để cho nó thoát nước cho dễ á. Nó có cái chân đế như này nè, thì mình kê đó, mình kê lên đó thì nó sẽ thoát nước. Đây là cái chậu xi măng không phải là chậu gốm. Chậu xi măng này nó mỏng và nó đẹp. Nếu các bạn mà không thích cái màu nâu này á, thì các bạn có thể sơn màu đen, hay các bạn nói chung là các bạn sơn màu gì mình tự tạo thì cũng được, sơn màu sậm hơn chút xíu cũng được. Tại vì nó là cái xi măng á, mình có thể mình sơn màu khác theo thích của mình. Nhưng mà theo năm thu nghĩ thì các bạn nên sơn cái màu sậm đi, sơn màu sậm thì nó mới đẹp hơn. Nó đủ loại chủng loại chậu hết trơn. Cái chậu này thì hơi khó mua, nếu mà chậu lớn thì dễ, còn những cái chậu nhỏ một size mini là năm thu đi săn mãi trên đường không ít thì chỉ có một điểm bán thôi à, chứ khó mua được những cái chậu nhỏ vậy. Khi mà các bạn mà chơi kiển mà chơi bonsai mà chơi nhiều cái thế này đây, theo năm thu nghĩ các bạn là nên chơi một chủng loại chậu á, thì mình kê lên mình sẽ nhìn thấy nó hấp dẫn hơn. Đó là theo ý kiến riêng của năm thu nha, còn có mọi người như thế nào thì năm thu cũng không rõ lắm. Thì theo năm thu như vậy, bởi vì năm thu mới có làm cái clip về để chia sẻ cùng các bạn. Các bạn thử tư thế của mình có cách nhìn ha, cách nhìn mình so sánh thử coi là năm thu có nói đúng hay không, là cái giữa cái chậu nào nên nó phù hợp và chậu là không phù hợp. Bây giờ là trước mắt ha, trước mắt đây là có một số chậu nó xen kẽ lẫn nhau, nhưng mà các bạn thử quan sát thử xem coi là nếu mà mình chơi bonsai vô cái chậu màu hay cái chậu men hay là những cái chậu hình dáng như thế nào thì nó phù hợp, thì đến đó thì các bạn sẽ rút kinh nghiệm, các bạn sẽ tự chọn cho mình ha, tự chọn cho mình mấy cái loại chậu mình ưa thích. Thì tất nhiên thì cái sở thích của mỗi người không ai giống ai, thì năm thu chỉ làm cái clip này là chia sẻ là cái sở thích riêng của mình. Đây là sở thích riêng mình, nhắc lại các bạn nha, đây là sở thích riêng của mình để cho các bạn là cùng nhau mà tham khảo để trải nghiệm á. Nhiều bạn mà không đặt nặng vấn đề chậu, nhưng mà khi các bạn sẽ mua về nó nhiều chủng loại á, nhiều chủng loại chậu, nhiều màu sắc á, mà các bạn sẽ kê lên một cái kệ á, rồi các bạn sẽ thấy nó sẽ có một cái sự nó năm thu không biết dùng cái từ gì nói, cảm giác như mình có cái sự nó lộn xộn, nó không có ngăn nắp á. Nó như vậy, đại khái năm thu chỉ diễn đạt vậy thôi, còn cũng tùy theo bạn. Thì cũng có thể những cái bạn thích, tại vì thích trong vườn mình nó có những cái nó có cái kiểu này kiểu kia cho nó đỡ nhàm chán, nhưng mà đỡ nhàm chán hay không là do cái cây mình trồng thôi. Chứ còn thực tế theo năm thu nói là nếu mà các bạn vô vườn ai các bạn chú ý thấy họ chơi một kiểu chậu một kiểu đô mình năm thu thấy rất là thích, đó là sở thích cực riêng cá nhân của mình thôi. Nhưng bạn thấy không, đây là cây ông Trang, đây là cái chậu thì cũng là màu sẫm nè bạn ha. Bạn thấy cái chậu này màu sẫm nè, thì các bạn sẽ thấy nó tôn lên cái tôn thêm cái nét đẹp của cây không, thấy không? Bạn thấy không, thì khi mà cái chậu màu sẫm như thế này thì bạn thấy rồi đó, các bạn nhìn vô thì tự nhiên là nó đập vào mắt mình là cái cây nó không bị làm cho mình phân tán tư tưởng, nó chia sẻ bớt cái vẻ đẹp đi, đại khái vậy, nó chia sẻ dối vẻ đẹp cho người khác. Là cái bởi vậy cái thành phần của cái chậu này nó chỉ là nhiệm vụ thứ thôi, để nó tôn vinh thêm cái nét đẹp của cái cây, chứ nó không phải là vật chính. Thành ra nếu các bạn mua cái chậu lè lẹt quá, cái chậu mà nó nổi quá, thì không theo tâm thu thì thấy nó cũng nó làm mất giá trị của cây, giảm thì cái đẹp thôi, không phải mất giá trị. Nếu mất giá trị thì nói là cũng không chính xác. Như cái chậu này bạn thấy thế nè, chậu này thì năm thu thấy cũng không thích lắm, tại vì cái cây như thế này, năm thu không thích cái chậu đế nè, chân đế này vô cái chậu nhỏ, cây nhỏ mà trồng chậu chân đế này năm thu không thích, không thích lắm, thấy không?
Rồi bạn nhìn thấy nè, đây. Rồi bạn có so sánh đây giữa hai cái ha. Đây đây. Đây. So sánh giữa hai chậu thì bạn sẽ thấy cái sự tương phản liền ha. Đây là ba chậu luôn đi, ba bốn chậu. Thì bạn sẽ thấy giữa sự tương phản giữa cái màu sắc, cái màu sắc rồi cái chậu nè, thấy không? Đó. Đấy. Không biết các bạn có cảm nhận giống như Nông Thu không, chứ riêng Nông Thu thì Nông Thu nghĩ như vậy. Mình nên chọn những cái chậu màu sẫm. Chậu thì nó có nhiều loại cao cấp cho bạn, rất là đắt tiền. Những cái chậu, những cái đôn á, những cái chậu mà theo Nông Thu biết là chậu từ Hải Phòng rồi vô, rồi xong rồi chậu Bình Dương, rồi có những chậu rất là đẹp, rất là mắc tiền. Chậu nó mỏng mà nó nhẹ, gốm mỏng nhẹ, nhưng mà tại cái màu sắc nó hơi chói quá, nó hơi sáng quá thì Nông Thu cũng không thích. Nông Thu thích những cái chậu xi măng thế này đây. Đây chậu xi măng thế này, Nông Thu thích chậu xi măng để cái màu sắc mình tô cho nó sậm lại các bạn. Đây, bạn thấy không? Đây là như cái cây này. Cái màu sắc của cái chậu nó sậm nè, bạn thấy không? Thì khi mà nhìn vô cái cây này bạn sẽ thấy nó sẽ đập vào mắt mình là cái cây, tôn lên cái cây hơn nhiều hơn là nhìn cái chậu đó. Cái chậu nó chỉ là cái vật nó hỗ trợ thôi, hỗ trợ để cho nó làm cho cái cây nó hoàn thiện. Đấy. Đây bạn thấy không? Đây là số chậu nè. Số chậu màu sẫm nè, màu sẫm của bông trang vàng mình nè, bạn thấy không? Đó, vậy. Đây. Nếu mà các bạn chơi đồng loạt cùng màu nè, đó Nông Thu sẽ thử ha. Thử đồng màu các bạn xem, đây là ba màu sắc, ba màu chậu cùng kích cỡ, cùng kiểu giống nhau. Các bạn thấy thế nào? Nó thế nào? Bạn thấy thế nào? Theo các bạn thế nào? Thì Nông Thu thấy thì Nông Thu thích như thế này. Thích nó cùng kiểu chậu như thế này. Bonsai nhỏ thì Nông Thu nhắc lại cho bonsai nhỏ thì cái loại mà chừng 3 tấc đổ lại thì các bạn nên làm cái kệ. Mình trưng lên cái kệ thì nó vừa tầm mắt với người thưởng ngoạn á. Tại vì nó thấp quá. Nếu mà các bạn để thấp quá thì khi mà mình nhìn á, mình nhìn chơi cây bonsai mà. Bonsai mà các bạn mà nhìn từ trên nhìn xuống thì nó có một cục hoặc mình nó cục tròn lẳng, mình không thấy được cái vẻ đẹp của nó. Cái bonsai bạn bonsai mini nè. Các bạn kê vô một cái tầm mà cái tầm vừa tầm mắt của mình á, thì mình sẽ nhìn thấy được hết nét đẹp của từ cái thân chứ từ cái bông của nó ha, bạn thấy không? Đây nè, đó những cái nét đẹp từ cái thân nè, đó cái thân nó lên thì nhìn thấy nó mới đẹp. Nếu mà các bạn mà để thấp quá thì nó không đẹp đâu. Đây. Thấy không? Đó, mình phải nhìn cái thân của nó. Số cây này thì nó chuẩn bị để tỉa tót rồi, Nông Thu sẽ tỉa tót lại cho nó đây. Cũng sắp đến thời kỳ tỉa tót mấy em này rồi. Cái bông trang vàng bạn thấy không? Bông quá trời bông các bạn. Đây là loại siêu bông hay sao á? Siêu bông. Bên vàng bên đỏ ha. Đi đem cây vàng với cây đỏ gần nhau thôi các bạn thấy nè. Cây nào đẹp hơn? Cái cây đỏ này, cây đỏ này nó rực rỡ ha. Thấy nó rực rỡ không? Rất là rực rỡ luôn cây đỏ này. Rất rực rỡ. Còn những cái chậu bonsai mà cái tầm trung á, cái tầm chừng 5-6 tấc á, thì các bạn nên mua đôm, đôm kê lên. Tại vì mình chơi cái bonsai lùng mà, bonsai lùng với bonsai mini á, mình phải tốn tiền đôm. Còn những cái là bonsai cao thì không cần mà ha. Cái là bonsai cao thì nó đã cao rồi, đưa lên đôm gió thổi nó rất mẹ, nó còn cái gì. Đây. Mình á thì thật ra thì mình ngày xưa thì mình thích chơi bonsai lớn hơn. Sau thời gian á, tại vì trên sân thượng như thế này thì bạn biết rồi đó, sân thượng như thế này thì nó là gió nó rất là nhiều các bạn. Khi mà các bạn mà chơi mà bonsai mà cao á, bonsai cao có tầm khoảng 1.5-2 mét á, rồi mùa mưa rồi gió nó thổi lật tới lật lui, mình phải cột mình rằng rịt nên mệt lắm. Thôi bây giờ mình chuyển sang mình chơi cái bonsai nhỏ thế này đây, nhỏ thế này với giải lại cái nhà có Nông Thu hơi chật á, cái sân nhà hơi chật á. Thì mình chơi cái bonsai nhỏ này mình sẽ chơi được sở hữu được nhiều cây để thỏa chí đam mê của mình. Mình có một số cây mai dảo nè, số cây mai dảo mình đang ôm, hôm kỳ rồi mình ôm á, mình ôm để mình trải nghiệm á. Hôm nay nó có quá trời đấy các bạn, hôm nay nó cũng có nhiều lắm mới lên nè, Nông Thu cũng đã gieo lên một chọc để cũng còn mười mấy chậu á, để chắc là tết hôm nay chưa có bông, năm sau nữa thì nó mới có để mà chia sẻ với mấy bạn ha. Những cái chậu trắng này nè, Nông Thu đang lên kế hoạch rồi, thì mình sẽ đi mua một số chậu nó cùng màu hết, cùng loại hết để mình thay chậu cho nó cho nó đồng bộ á, nó đồng bộ cho nó nhìn nó đẹp. Chứ cái kệ của Nông Thu thì chậu lớn rồi, chậu nhỏ rồi, chậu vuông rồi, chậu tròn rồi, chậu đủ màu sắc thì Nông Thu cũng không thích lắm. Nhưng mà hiện tại vậy đi,
để mình đang có một số công việc mà chưa có rảnh rang để mình săn lùng, để mình tìm một số cái chậu đẹp á để mình đem về mình chơi cho nó ấy, chơi cho nó nhìn cái đồng bộ nó đẹp hơn. Cái vòng trăng đỏ nó nổi bật lên trên nền trời các bạn ạ, nó rất là đẹp không ha, đẹp không, mà được cái loại này á, nó không có đẹp như những cái loại như hoa hồng rồi hoa cúc rồi hoa lan này, nhưng mà nó được cái nó rất là bền à, bạn thấy không, nó cái nét đẹp nó dung dị, rồi cái màu sắc của nó tươi chứ nó từng chùm á, mình nhìn thấy cũng hay à, quan trọng là cái cây này rất là dễ trồng à, rất là dễ trồng đây. Để cây lăng vàng nè, cây trăng vàng này, nhưng mà cái nụ như thế này đây à, chắc khoảng chừng là 10 ngày sau, tuần sau nó là nó nở, tuần sau nữa nó sẽ bung như thế này à, tuần sau nữa cái này nó bung, nó vàng hết cây, nó rất là đẹp các bạn à. Thôi hôm nay thì Năm Thu làm cái clip nhỏ nhỏ chia sẻ với các bạn ha, chia sẻ các bạn là cái cách để mình chọn chậu cho phù hợp với mình, với chơi cái bonsai mini mà. À, nếu các bạn nào có đồng cảm thì cho Năm Thu xin cái like, còn bạn nào chưa subscribe nhớ subscribe để nhận được những clip kế tiếp của Năm Thu. Thì lần nữa thì Năm Thu xin lỗi các vị tiền bối hang hay các những nhà chơi chơi bonsai chuyên nghiệp đó, tại vì mỗi người mỗi một sở thích thì Năm Thu chỉ chia sẻ sở thích của mình thôi. À, các bạn nào mà cảm thấy phù hợp thì mình cùng nhau trải nghiệm. À, thôi bye bye các bạn nha. À, chúc với bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại với bạn trong những clip kế tiếp. Bye bye.